Xin chào các em. Trong video này thì thầy sẽ hướng dẫn các em bài toán tìm số đường thẳng, số đoạn thẳng. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ làm cái bài toán. Ở đây thầy sẽ viết một cái bài toán tổng quát, đó là cho n điểm. Đấy. Nối ở đây với n là số tự nhiên và n lớn bằng 2. Nối từng cặp 2 trong n điểm đó lại thì chúng ta được một đường thẳng, đúng không? Thì khi đó cái câu hỏi của người ta như sau. Chúng ta sẽ có cái câu thứ nhất, đó là hỏi có bao nhiêu đường thẳng nếu trong n điểm đó mà không không có ba điểm nào thẳng hàng. Trong n điểm đó thì không có ba điểm nào thẳng hàng cả, và cái điều kiện này nó rất là quan trọng nhé, để chúng ta lát nữa chúng ta sẽ so sánh với cái bài toán thứ hai, là nếu như trong n điểm đó có những cái điểm thẳng hàng thì sẽ như thế nào. Thế thì để làm được cái bài toán này, chúng ta sẽ lưu ý cho thầy như sau. Đấy. Ở đây chỉ là cách trình bày thôi, và thầy cũng đã hướng dẫn các bạn một vài bài ở trên lớp rồi để các bạn hình dung ra được cái cách làm rồi. Ở đây thầy muốn làm rõ hơn. Và đối với những bạn khác mà chưa chưa thực hiện hay là chưa chưa từng làm thì chúng ta biết rõ là cái cách làm như thế nào. Chúng ta sẽ trình bày lời giải cho phần này. Chúng ta sẽ chọn một điểm trong số n điểm này. Đầu tiên, chúng ta sẽ chọn một điểm trong n cái điểm này. Sau đó là chúng ta nối cái điểm đó với từng điểm trong số n trừ một điểm còn lại. Đấy, khi đó thì chúng ta đã chọn ra một điểm rồi thì còn lại là n trừ một điểm, đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ tiến hành là nối cái điểm đó với này n trừ một điểm còn lại. Thì khi đó chúng ta sẽ vẽ được là n trừ một đường thẳng. Ta sẽ vẽ được n trừ đi một đường thẳng. Trong khi đó ở đây thì chúng ta lại có là n điểm, tức là chúng ta sẽ làm như vậy đối với n điểm, đúng không ạ? Chúng ta sẽ làm như vậy đối với n điểm. Đối với n điểm thì ta sẽ được chúng ta lưu ý rằng là mỗi điểm thì tạo được ra n trừ một đường thẳng, mà ở đây có n điểm, vậy lúc đó chúng ta sẽ được là n nhân với lại n trừ một đường thẳng khác nhau, đường thẳng. Đấy, chúng ta sẽ được n nhân n trừ một đường thẳng. Đấy, tuy nhiên thì trong số các cái đường thẳng này, mỗi cái đường thẳng chúng ta đã được tính hai lần. Đó. Nhưng mỗi đường thẳng đã được tính hai lần. Mỗi đường thẳng đã được tính hai lần. Đấy, do đó là tất cả chỉ có do đó tất cả chỉ có n nhân với lại n trừ đi một chia cho hai đường mà thôi, đường thẳng mà thôi. Đấy, chúng ta lưu ý cái điều này. Đấy, thì ở đây chúng ta để ý đó,
Thầy lấy ví dụ như là khi mà chúng ta lấy cái điểm A đấy, thì nối với điểm B ta được một đường thẳng, nhưng lát nữa khi mà sang cái điểm B chúng ta lại nối lại ngược lại điểm A, thì cái đường thẳng đấy, đường thẳng AB đấy đã được kẻ 2 lần, tức là đã được tính 2 lần. Vì vậy chúng ta phải chia cho 2 thì ra được số số đường thẳng mà mình cần tìm. Đấy, thì đây cũng chính là cái công thức để cho chúng ta tính được cái số đường thẳng từ n điểm cho trước, mà trong đó thì không có 3 điểm nào thẳng hàng. Và chúng ta chú ý là ở n đây phải lớn hơn hoặc bằng 2, là số tự nhiên. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái bài toán phần B. Đó là người ta cũng hỏi là có bao nhiêu đường thẳng nếu trong n điểm đó thì có đúng k điểm thẳng hàng. Đấy, k ở đây là một cái số mà cũng là số tự nhiên này, lớn bằng 2 là nhỏ bằng n này. Đấy. Và các điểm còn lại thì không có quá 3 điểm. Chúng ta lưu ý là không có 3 điểm nào thẳng hàng cả. Trong các cái điểm còn lại thì không có 3 điểm nào thẳng hàng. Đấy, thì ở đây chúng ta chú ý cái điều kiện để phân biệt với phần trước, thì ở đây cái phần này các em lưu ý nhé, phần trước là không có 3 điểm nào thẳng hàng. Nó rất là quan trọng. Thì cái điểm trong cái phần này á, thì chúng ta lại có là có đúng k điểm thẳng hàng và các điểm còn lại thì không có 3 điểm thẳng hàng. Đấy. Chúng ta để ý cái điều kiện này. Thế thì để làm được cái phần B này, chúng ta sẽ xử lý như sau. Chúng ta sẽ công nhận rằng là mình đã có những cái ở phần A nhé, để chúng ta xử lý cái bài toán này. Đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ coi như là ở đây chúng ta vẫn có n điểm, trong đó là không có 3 điểm nào thẳng hàng. Đấy, thì với cái phần B, với cái phần mà chúng ta đã làm trước đấy, đúng không? Đấy, thì với n điểm này, với n điểm mà trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng ấy, thì chúng ta có là đấy, ta vẽ được n nhân với n trừ 1 trên 2 đường thẳng, đúng không? Đấy. N nhân n trừ 1 trên 2 đường thẳng. Nhưng bây giờ thì chúng ta có k cái điểm đấy, thì cái k cái điểm đấy chúng ta cũng coi như là k điểm đấy thì không có 3 điểm nào thẳng hàng. Thì với k điểm này, với k điểm thì chúng ta cũng vẽ được là nk này nhân với lại k trừ 1 này trên 2 đường thẳng. K nhân k trừ 1 trên 2 đường thẳng. Đấy. Rồi, và khi đó thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải trừ đi số đường thẳng này, bởi vì các cái đường thẳng này sẽ bị trùng nhau. Đấy, các cái đường thẳng mà tạo bởi k điểm này nó sẽ trùng nhau hết. Như vậy thì cái số đường thẳng mà chúng ta vẽ được trong trường hợp này nhé. Đấy, số đường thẳng mà chúng ta vẽ được trong trường hợp này. Số đường thẳng vẽ được là ở đây thì chúng ta lưu ý rằng là số đường thẳng này sẽ bao gồm số đường thẳng ban đầu với n điểm này, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ trừ đi số đường thẳng tạo bởi k điểm và chúng ta cộng thêm một nữa, vì một đường thẳng này chính là cái đường thẳng mà đi qua k cái điểm này đấy. Đấy, thì đây là cái cách tính cho cái phần B. Đấy, phần này thì nó hơi phức tạp hơn một chút, chúng ta để ý về cái cách làm thôi. Đấy, nếu như bạn nào mà chưa từng làm cái phần này thì sẽ cảm giác là nó sẽ khó khăn hơn phần trước. Và nếu bạn không để ý cái điều kiện về cái chỗ thẳng hàng hay không thẳng hàng ấy, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả bài toán của bạn. Tức là bạn cứ nghĩ rằng là nó cũng như phần A thì nó sẽ không chính xác. Đấy. Thì ở đây thầy cũng nói luôn là đối với phần A, tức là cái phần thứ nhất này này của bài toán, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu như đề bài không phải là số đường thẳng mà là số đoạn thẳng thì chúng ta cũng có được cái câu trả lời tương tự,
Tức là chúng ta cũng sẽ vẽ được n nhân với n trừ 1 trên 2 đoạn thẳng. Nhớ nhé. Đấy. Nhưng mà đối với phần B thì các bạn thấy rằng đoạn thẳng ấy thì nó lại không, tức là với ba điểm thẳng hàng thì không phải là một đoạn thẳng. Đấy, chúng ta vẫn có được, ví dụ như với ba điểm thẳng hàng thì chúng ta vẫn có được là ba đoạn thẳng khác nhau, đúng không? Ba đoạn thẳng khác nhau. Đấy, nhưng mà nếu mà ba điểm thẳng hàng thì lại chỉ có một đường thẳng thôi. Chính vì vậy là trong trường hợp mà là đường thẳng thì nó lại giống, tức là trong trường hợp là đoạn thẳng ở phần B ấy, thì nó vẫn là n nhân n trừ 1 trên 2 đoạn thẳng. Đấy, chúng ta để ý cái, nếu mà thay về mặt ngôn ngữ như vậy. Rồi. Thế thì bây giờ chúng ta tiếp tục chuyển qua cái phần tiếp theo, phần C. Rồi, trong phần C này, chúng ta sẽ tính ra số điểm khi mà chúng ta biết có 300 đường thẳng. Ở đây là 300, là 300 đường thẳng nhé. Rồi, và ở đây thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì chúng ta biết rằng là với n điểm, chúng ta cứ lấy một cái cách tổng quát, đúng không? Đấy, với phần C nhé. Với n điểm này. Thì ta vẽ được n nhân với n trừ 1 trên 2 đường thẳng. Đấy. Mà ở đây có 300 đường thẳng. Điều đó thì chứng tỏ rằng là cái n nhân với n trừ 1 trên 2 này, đấy, nó phải bằng với 300. Đấy, suy ra n nhân với n trừ đi 1 trên 2 nó phải bằng với 300. Đấy, như vậy thì cũng có nghĩa rằng là n nhân với n trừ 1 của mình sẽ phải bằng với lại 600. Đấy. Thế thì 600 này chúng ta có thể phân tích ra cái thừa số nguyên tố. Đấy. Phân tích ra thừa số nguyên tố thì chúng ta được cái kết quả như sau. Đấy, thì nó có thể viết thành là 2 mũ 3 nhân với 5 mũ 2 nhân với 3. Và lúc đó chúng ta sẽ viết được nó thành là 25 nhân với 24. Đấy. Thì rõ ràng là ở đây chúng ta sẽ có được, bởi vì n là số tự nhiên lớn bằng 2 mà thỏa mãn điều kiện tích hai số liên tiếp bằng 25 hay 24 thì chỉ có thể là n ở đây bằng 25 mà thôi. Đấy, vậy ở đây chúng ta sẽ có 25 điểm tất cả. Vậy ta có 25 điểm. Và trong đó thì đương nhiên không có 3 điểm được thẳng hàng. Đấy, bài toán của chúng ta là như vậy. Đây chính là cái bài toán mà thầy gọi là bài toán ngược so với bài toán bên trên này chúng ta đã làm. Đấy, cái bài toán ngược này. Đối với cái bài toán ngược này thì rõ ràng là chúng ta phải nắm được cái công thức tính, đúng không? Chúng ta sẽ giả sử số điểm là n ra và chúng ta sẽ tính ngược. Đấy, khi đó thì để ý rằng là ở đây chúng ta sẽ sử dụng là tích của hai số tự nhiên liên tiếp, tích của hai số tự nhiên liên tiếp. Đấy, thì cái chỗ này có thể khó khăn đối với một số bạn trong cái việc là hiểu cái cách để tìm là n. Và chúng ta có thể đối với phần lớp 6 thì chúng ta có thể xử lý luôn như vậy. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ dùng cái kiến thức mà chúng ta vừa mới xử lý được trong cái bài toán trên này, bài toán tổng quát ở trên này để chúng ta làm một số cái bài tập ở trong đề cương. Ở đây thì đối với bài đầu tiên để cho chúng ta hình dung ra cái cách tính vừa rồi đã. À, với số điểm nó ít thôi, chúng ta có 4 điểm thôi, đúng không? Thì chúng ta hình dung ra cái cách mà chúng ta làm đã, đúng không? Và câu hỏi của người ta ở đây là có 4 cái điểm A, B, C, D, trong đó thì không có 3 điểm nào thẳng hàng. Đấy. Kẻ các đường thẳng đi qua các cái cặp điểm này, có tất cả bao nhiêu đường thẳng, đó là những đường thẳng nào? Thì ở đây thầy sẽ minh họa một chút, chúng ta giả sử là có điểm A này,
điểm B này, điểm C này và điểm D này. Đấy, chúng ta có 4 điểm như vậy, không có 3 điểm nào thẳng hàng. Đấy. Thế thì cứ qua 2 điểm chúng ta vẽ một đường thẳng thì cũng giống như là vừa rồi. Đầu tiên là thầy lấy cái điểm A. Thầy lấy điểm A nhé, thì chúng ta sẽ vẽ được đây, chúng ta sẽ vẽ được các cái đường thẳng. Đấy, chúng ta sẽ vẽ cái đường thẳng đi qua A. Chúng ta có một đường này, đúng không? Chúng ta có hai đường này. Và chúng ta có ba đường này. Tức là lấy điểm A ra thì còn ba cái điểm còn lại chúng ta sẽ có được ba đường thẳng như thế này. Thầy sẽ dùng cái màu khác để cho chúng ta tiện quan sát nhé. Là thầy sẽ dùng cái màu này để chúng ta tiện quan sát cái đường thẳng một đường này, đúng không? Chúng ta có hai đường này. Đấy. Chúng ta có ba đường này. Chúng ta có ba đường thẳng này. Là thầy vẽ nó bị lệch một chút, là thầy vẽ lại. Đấy. Thì chúng ta có ba cái đường thẳng như vậy. Đối với điểm A. Tương tự như vậy là bây giờ chúng ta quay sang điểm B thì chúng ta có đầu tiên là BA đúng không? Tiếp đó là BC này, đúng không? BC này. Chúng ta có BC. Đấy. Sau đó chúng ta có đường thẳng BD này. Đấy, như vậy là cũng là ba, nhưng mà cái đường thẳng BA đã bị tính một lần rồi. Đúng không? Tiếp theo là đến điểm D cũng tương tự. Chúng ta có BD này, BA này và DB, DA và DC. Đấy. Thì có cái đường DB và DA đã được kể rồi. Đấy, và cuối cùng là chỉ điểm C thì tất cả những cái đường khác đã được kể rồi. Như vậy là mỗi điểm này, này tạo với các điểm còn lại là ba đường. Đấy. Mà chúng ta có 4 điểm tất cả thì 3 nhân 4 bằng 12, trong đó mỗi cái đường đều được kẻ 2 lần. Như vậy thì khi đó chúng ta có số đường thẳng ở đây chỉ là 6 thôi. Như vậy là trong cái phần này đấy, thì chúng ta sẽ nói luôn được là có 6 đường thẳng, đúng không? Chúng ta có 6 đường thẳng. Và chúng ta kể tên các cái đường thẳng đó thôi. Có 6 đường thẳng. Là các cái đường thẳng AB này, đúng không? AD này, AC này. Đấy, tiếp theo là đến vị trí B thì chúng ta có BC này, BD này. Đấy. Tiếp theo nữa là đến vị trí của D thì chúng ta có đường thẳng DC nữa, đúng không? Là 6. Đấy. Chúng ta có đủ 6 đường thẳng. Còn các đường thẳng khác nó bị trùng. Thì đây là một cái ví dụ để cho các bạn hình dung ra được cái cách thức tính vừa rồi. Thực chất nó là cái gì? Thực chất nó là 4 điểm này. Đấy, nhân với 3 này, chia cho 2 này và bằng bằng 6 thôi. Đấy, cái số 6 là mình lấy từ đó ra. Đấy, thì chúng ta hình dung ra một chút là như vậy. Rồi, và tiếp theo thì chúng ta cùng đến cái bài tập tiếp theo. Chúng ta cùng đến với cái bài tập số 19. Cho 30 điểm phân biệt, trong đó thì không có 3 điểm nào thẳng hàng. Cứ qua 2 điểm vẽ một đường thẳng để tính số đường thẳng. Thì nó chính là bài toán trên với n ở đây bằng 30 thôi. Đấy. Đấy. Còn khi mà trình bày thì chúng ta nên trình bày rõ này, đúng không? Nên viết rõ giống như là với n đấy. Chúng ta sẽ chọn một điểm, hay là chúng ta lấy một cái điểm trong số 30 điểm này. Đấy, lấy một điểm trong số 30 điểm. Rồi nối với 29 điểm còn lại, đúng không? Chúng ta còn 29 điểm. Nối với 29 điểm còn lại. Hai mươi chín điểm còn lại thì khi đó ta được là 29 đường thẳng.
Và chúng ta làm như vậy với 30 điểm. Làm tương tự với 30 điểm. Hay là chúng ta có 30 điểm tất cả, đúng không? Đấy. Thì kể cả các cái đường thẳng mà đã kể hai lần thì số đường thẳng sẽ là 29 nhân 30, đúng không? 29 nhân với lại 30. Đấy, được. 29 nhân 30 đường thẳng. Tuy nhiên thì vì là chúng ta có mỗi cái đường thẳng được kẻ hai lần, đúng không? Nhưng thì mỗi đường thẳng mỗi đường thẳng được tính hai lần. Được tính hai lần. Nên số đường thẳng cần tìm là hai mươi chín này nhân với 30 chia cho 2 và chúng ta sẽ được là 435. Chúng ta được là 435 được đường thẳng tất cả. Đấy. Thì tương tự như các bài toán khác thì thực tế là chúng ta sẽ trình bày các cái phần này như vậy để chúng ta có thể xử lý được các bài toán. Thì trong đây chúng ta để ý cho thầy là gì ạ? Cơ bản nhất vẫn là cái bài toán tổng quát này. Có được cái bài toán tổng quát này thì mọi bài khác chúng ta đều có thể thực hiện được hết, đúng không? Đấy, thì các em áp dụng cái bài toán tổng quát đó với các bài còn lại nhé. Ở đây thì thầy cũng gợi ý sơ qua một chút về các bài còn lại để cho các em thực hành và làm theo. Rồi và tương tự như vậy nhé, ở cái bài số 20, đúng không? Thì chúng ta có số đoạn thẳng. Số đoạn thẳng ở đây thì với 10 điểm phân biệt, nhưng chúng ta để ý ở đây là điều kiện đề bài này nó hơi thiếu một chút, nghĩa là phải thêm cái điều kiện đó là không có 3 điểm nào thẳng hàng trong số 10 điểm này, hoặc là có thêm điều kiện là một số điểm nào đó thẳng hàng, đúng không? À, xin lỗi các bạn, là ở bài này là tính số đoạn thẳng, đúng rồi, xin lỗi các bạn. Nên là số đường thẳng ở đây vẫn chỉ là 9 nhân với lại 10 và chia 2 thôi. Kết quả là bằng 45 đường. 45 đoạn. Xin lỗi các bạn là vì đoạn thẳng thì không 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 tính đến là cái điểm có thẳng hàng hay không thẳng hàng. Rồi, tiếp tục là đối với cái bài này. Đấy, thì với n bằng 100 thì chúng ta có 99 nhân với lại 100 chia 2. Đương nhiên là không phải trình bày thế này rồi, để thầy nói qua về cái kết quả thôi. N bằng 300, số điểm n là bao nhiêu, số đường thẳng là 300 thì chúng ta tương tự. Còn cái này thì chúng ta thử tìm xem là liệu có thể được không khi mà chúng ta viết cái tích n nhân với lại n trừ 1, đúng không, trên 2 bằng 1.000 năm 151.079. Đấy. Thì chúng ta thử nhân cái số này xem và phân tích các thành số nguyên tố xem nó có liệu có thành hai số tự nhiên liên tiếp không. Nếu nó phân tích được thành hai số tự nhiên liên tiếp thì có, còn không thì sẽ là không có, đúng không? Đấy, thì chúng ta có thể áp dụng bài toán tổng quát để làm các bài toán này. Các em thân mến, video này thì xin được phép tạm dừng tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong các cái bài hướng dẫn tiếp theo. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các em. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.